Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay tiếp tục đi xem đào các bạn. Mình nghe nói là người ta có một cái bãi đào đây trước này, chặt xong có một cái gốc. Thế là hôm nay mình quyết định đi xem. Họ đã chặt được khoảng 5 hoặc là 6 năm gì đấy rồi. Thế bây giờ rủ nhau ba anh em đi xem nha các bạn nha. Hôm nay sương mù với bị trời mưa phù nước nên là mình phải khoác áo mưa các bạn ạ. Đi lên tít trên đồi các bạn, để chưa tới nơi đâu, chắc phải đi tầm 10 phút gì đấy mới đến. Đây có hai bác đang đi trước này các bác này, có hai bác đang đi trước, mình đi sau. Thấy trời mưa phùn đây này, sương mù nữa nên là đường rất là khó, là khá là trơn đấy, nên là mình đi chậm, mình đã bị rơi, mình đã bị tụt cái dốc rồi. Để hai ba lần đi chưa trên kia kìa. Đi trên đồi sương mù rất là dày mọi người. Sương mù rất là dày các bác ạ. Đấy. Chuẩn bị tới rồi các bạn nhé. Sương mù còn mưa nữa nên là đường khá là trơn các bạn ạ. Ở đây là người ta thả trâu cho đi con đường rất là đẹp. Đây là các bác, có mấy cây đây. Còn mấy gốc này mình riêu chưa? Nhảy cho nó mà. Tiếp nữa trên này nữa. Chưa đến mấy gốc, chưa đến mấy gốc chưa các bác ạ. Đây, có một gốc đấy các bác. Rất là nhiều rêu chưa? Đấy, cực kỳ nhiều rêu. Hú trời. Nhiều rêu với già cực kỳ luôn. Tiếp sang đây này. Còn mấy gốc ở trên này nữa các bác. (Cười)
โอ้ขนาดจอดที่ด้วยมันต้องเท่าอย่างđây nha các bác nhé, chính thức là đây. Đây nhưng mà sương rất là mù nên là được xa không nhìn rõ mấy. Để em đưa các bác đi vào bên trong tất gốc cây của nó nha. Đây các bác thấy chưa? Nhiều gốc, nhiều cành à. Cành vừa mới mọc lên nhưng mà nó rất là nhiều rêu. Để cho bác xem cái gốc này. Để rêu đây các bác. Giả được rêu rất là đẹp được. Chị dây dây dài không? Đấy, coi như cành tai bé nhưng mà rất nhiều rêu. Đấy ba xem gốc. Cái gốc của nó là cũ chưa? Nó là cũ kỹ rồi. Đây cái gốc to nhất đây. Nó này vành phải vành 80. 80 90 đấy. Đây mọc rất nhiều cành các bạn, nhiều cành khá là bé. Chị chỉ do không? Đây, cảnh khá là bé các bác ạ. Đây, có những cảnh khá là bé mà rất nhiều rêu luôn các bác này. Đây, góc này nhiều cảnh nhất. Cảnh còn bé quá, chưa lấy được. Chị... chỉ cho có một chỉ mà còn nó rồi. Tàn đình thôi cho nó. Ừ. Là mà cho một tỏ nó hết rồi. Thấy nó im rồi cho nó. Nhập cảnh. Thế nào mà là chỗ mà giá hay là còn cái còn mà giá xài lõ. Dạ. Đây. Đấy, giới thiệu các bác đây là mấy gốc cực kỳ to, mình chưa bao giờ thấy. Đấy, mấy gốc này thì rất là cũ rồi. Người ta trồng rất là lâu rồi. Đây là có mấy chỗ đứt chặt nên là vừa chặt được khoảng 3 năm, 4 năm gì đấy. 5 năm gì đấy, không nhớ nữa. Rồi cành nó bây giờ mới vừa mới mọc dài bằng này thôi. Đấy. Một chất to lửa cho nó xì cả chơi là thì chưa chơi rồi. Ồ, một càng gâu. Chỉ là một mùa chứ một tí xa này ở đây. Ồ. Chất chảy lập chỉ xong là tới bây giờ chính mức bại. Một thí là phải hay vui. Ồ.
ที่เราหมดละทีเนี่ยฮะเนี่ยหมอพิจารณาหมอเจมุ่งจอดตั้งหมอฮะเนี่ยบางทีเราจะทีที่เราหมดđây các bác xem mấy cái cảnh này, đấy rất nhiều vảy, rất nhiều rêu, nhìn nó cực kỳ trắng các bác ạ. Đấy, hôm nay sương mù nên là không nhìn không đẹp, nhưng mà trời nắng thì cực kỳ đỉnh như các bác. Cảnh đào cũng gọi là cảnh đào đỉnh, đỉnh nhất đây. Đây xem mấy gốc, một gốc kia là hai gốc, ba gốc, bốn gốc, năm gốc, tính góc bên kia là sáu gốc, góc bên này là bảy gốc, góc ở dưới mình lên là tám gốc, chín gốc gì đấy. Rất là tiếc cảnh này hơi là ngắn. Bên này là no chứ chế chứ khánh lồ chứ chế nó tôn lông. Dạ chỉ có chỉ cây nào hô chỉ cây chỉ có chỉ khô à. Chúng ta xem góc to chứ. Đấy, đào ở trên rừng thì cũng được vẫn gọi là đào rừng, chứ nhưng mà đào trồng ở nhà thì không thể gọi là đào rừng các bác ạ. Đây là rừng ở trên đỉnh lưng đồi các bác nhé. Mình đang ở trên lưng đồi. Chúng ta mà chúng ta chỉ sẵn là có con trâu thôi. Chứ giờ chúng ta mà chúng ta dưới là mà chúng ta tu chúng ta chỉ khó khăn là sát à. Sát hả lũ chúng ta nó. Sát chỉ khó khăn là. Ô hấp bẩn nó. Hấp bẩn nó giờ nhà dê kế số tôi kia mà số nhà tặng kêu. Hấp bẩn nó số nhà tặng kêu. Lục tỷ hô này, lục tỷ hô mà hay là lục đỉnh nhất. Chỉ được trò hay trò rồng lo. Ừ. Cho bảy mươi chỉ chia nó số hàng nhá. Cho đôi đôi số chia nhá. Chỉ chia hàng không không không. Cái này mà giá này mà không phải là. Để tôi góc xem. Cái góc này có mấy nhánh, góc to chứ. Đấy, góc này chẳng có nhánh liền. Để cái cảnh này nếu mà có hoa thì cực kỳ đẹp các bác. Đấy, cảnh này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rìu cho các bác. Đấy, góc to cho các bác. Không phải có 3 nhánh. Đấy, nó trở thành có ba nhánh. Nhìn trông rất là cổ luôn. Rất là cổ, cũ. Đấy, nhìn gốc đào thì biết ngay là nó trồng rất là lâu rồi. Đấy, ngày xưa đây là một cái nương các bác nhé. Một cái nương các cụ ngày xưa là trồng thuốc phiện đấy các bác. Thế là tranh thủ trồng đào. Bây giờ người ta nghiêm cấm trồng thuốc phiện rồi nên là đào thì vẫn để lại. Đào vẫn còn lại các bác ạ. Đấy, nhưng mà người ta chặt đi bây giờ chắc là không còn nữa các bác. Các bác nhìn những cái của nó, cái vảy, cái thân của nó đẹp chưa. Đây. Đấy, các cành bè cũng có nhiều rêu này các bác. Góc đẹp chưa?
Đây. Bây giờ mấy anh em xem xong rồi, lại đi xem tiếp cái vườn khác nha bác nhé. Có chưa lo hấp ở nó nè. Sao thì có ạ? Bây giờ anh em mình lại đi xuống bởi vì trời sắp tối rồi các bác ạ. Lại đi xuống nếu mà có vườn khác thì lại xem tiếp, không có vườn khác thì đi về xong là hôm sau lại đi tiếp các bác. Đây gì là lồ? Xin đua lọ? Xin tự gì? Ồ, cho nó xin tự gì ra rồi à? Đi lọ, đi lọ bảo bảo vệ ra rồi à? Đây một cái góc rất nhiều cây luôn. Một cái góc mà rất nhiều thân này. Một cái góc này đã có 4 thân này. Ôi, thì về rồi. Được trơn quá. Đấy, tạm biệt các bác nhé. Những ai xem thì hãy đăng ký kênh cho em, xong lại em sẽ tiếp tục đi săn đào cho các bác xem. Vẫn còn rất nhiều là nhiều vườn đào nữa.